nhìn trông lào lở nhưng mà nghe hay phết các bạn ạ. Nhìn nhanh nhưng mà nghe rất là thích, bởi vì nó có một cái loa là loa súp nó hỗ trợ thêm. Hello, chào các bạn. Rất vui bạn quay trên kênh sao.com. Đây. Hôm trước thì mình đã giới thiệu các bạn con bộ loa sửa cùng một loạt. Đây. Thì con này định sửa nhưng con này hàng lỏng quá, thôi tách sửa luôn. Bên nó có cái mạch thôi. Chạy đúng một con IC tổng để chạy hai loa. Nhưng cái mạch nó hỏng thôi, bỏ. Con này bây giờ chỉ chế làm loa vệ tinh thôi. Nghịch bình thường. Tiếp tục sửa sang con này. Con này là của hàng của Myrolab, không biết là hàng loại mấy đây. Trông có vẻ chuyên nghiệp. Đằng trước có một nút chỉnh volume, đằng sau có một nút chỉnh bass thế thôi, cơ bản. Còn đây không biết ông bản nó bị sao đây. À đây, tình trạng nó không lên tiếng các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay ta sẽ tiến hành sửa con này. Mông lại con này nữa. Bây giờ ta sẽ tiến hành tháo con này ra các bạn nhé. Tháo ra. Bởi vì con này theo như anh ghi là tình trạng không lên tiếng, thì khả năng phải tháo ra trước rồi. Một là tháo ra, hai là nắp thử luôn. Âm ly này thì hiện tại bây giờ mình cắm điện vẫn lên, loa súp vẫn chạy các bạn ạ. Đây, bình thường. Đánh mạnh quá còn bung cả cái đầu ra rồi. Thường súp vẫn lên bình thường các bạn ạ. Con này súp của nó khỏe phết, Myrolab của nó hàng được ấy. Rồi ta sẽ lắp thử loa vệ tinh khác xem. Con loa vệ tinh này không biết là sao ông bảo không kêu. Chắc cái đấu nhầm dây rồi. Đây dây điện này. Dây bị chọc nhau các bạn ạ. Xong rồi. Ông đấu chọc dây với nhau rồi. Đây là phần ruột bên trong các bạn nhá. Em này là em Myrolab, những dòng cao cấp của Myrolab. Họ làm rất cẩn thận luôn. Tuyệt vời đấy. Rất nhỏ nhưng mà công suất đánh khá cao, rung sàn. Pin áp biết làm cẩn thận lắm. Mạch có dấu hiệu ngày xưa thay một lần rồi. Đây. Đóng lại một lần. Chắc là đóng loa súp. Chạy 20330. Hiện tại là hai kênh trái phải chết hết rồi nhé. Khả năng là ông này đấu bị chập dây, mất tiếng hai kênh trái phải luôn rồi. Đúng là hàng của Myrolab khác, làm cẩn thận. Đây này, cái núm bằng núm vặn đây rất cẩn thận. Đẹp. Mỗi đội cái này tháo tháo vào nhiều quá bị bung. Ép chặt lại được. Nó chặt sau đổ keo lại. Ta sẽ thử ở trên con loa khác. Thì như mình cắm rắc đây mình thấy nó bình thường này, xuất ra âm thanh bình thường, không vấn đề gì cả. Còn hai con loa này chắc khả năng nghẹo rồi,
phải thay hai con loa này. Loa này chứ không biết là lõi nó bóc cái gì đây, vì thấy đóng rất là chặt và không có đầu tháo. Đề khả năng chết chết hai con loa vệ tinh. Còn khu trung tâm thì vẫn còn rất là ổn, bình thường. Anh em mình tận dụng hai con loa lúc ấy mà mình có quay trên cái clip đầu tiên ấy, con loa tàu này, này thì là thay trong hai con microgram này nó bị hỏng cái loa trung tâm rồi, không biết bị sao. Đây mình cây dây đây luôn này. Đấy, trong mạch thì còn rất là ngon này, các bạn nhìn mạch này chất lượng rất là tốt. Loa cái này loa microgram trống rất là thích, bạn nghe tiếng là thích. Quen em trời lạnh nhưng chỉ với nụ cười đó đã sưởi ấm muôn tình trong anh. Em như bông hoa ngọc lan mang lại hương thơm ngây ngất, chỉ với nụ cười chiều mến đã làm hồn anh chợt bay. Anh muốn bỏ hết tất cả, anh muốn quên đi ngày qua. Đây mình thay hai cái loa tàu mà nghe rất là phê. Nhìn trông lào lào mà nghe hay phết các bạn ạ. Tôi nhận thiệp hồng em trao, mọi gái đã theo chồng lâu hồng tôi nay điên đảo, nhưng cho dù có đơn côi thì cũng sẽ phải phôi. Nhìn nhanh mà nghe rất là thích bởi vì nó có một cái loa là loa súp nó hỗ trợ thêm. Còn hai con microgram thì theo như mình tính đang tính hơi khó, chưa biết cách tháo con này, không biết nó lắc được gì chắc lắm. Đây con như con này xong, đơn giản vậy thôi. Mạch của nó thì vẫn còn rất là ok, chưa có vấn đề gì ghê gớm lắm. Có mỗi là hai con loa vệ tinh lẹo thôi, coi như con này sửa xong. Đấy, các bạn có thể bàn giao lại cho bên khách hàng sử dụng. Quay ngược như thế này. Đấy. Hòm đúng đóng như thế này, các bạn sẽ bắt ốc lại như cũ. Chống chiếc nghe khỏe phết được. Chống đập thích phết, đúng là mày Rolab không khác. Hàng cao cấp. Được. Thay bằng hai con loa vệ tinh này nhưng mà tuy nó con này nghe rất là hay rồi. À, con này là M200. Đây, còn là quá trình sửa con Minecraft đã xong, M200. Đây, bệnh cũng may bệnh nhẹ, không có gì liên quan mạch lắm, chỉ có mỗi thay hai con loa vệ tinh là xong rồi. Bệnh cơ bản nhất của dòng Minecraft, còn những cái con như thế này các bạn nhìn này. Rất là nhiều crown rồi, còn một con này nữa. Con này hôm qua sửa rất là phê. Tới thì giới thiệu các bạn con này. Yamaha này, con này còn phê nữa. Mạch rất là khoai luôn. Xong rồi, các bạn theo clip mình nhé. Chúc các bạn sửa chữa và tìm được nhiều cái đồ sửa anh hay. Những cái này các bạn muốn mua có thể ra hàng đồng nát rất là nhiều luôn, giá rất là mềm, do biết cách sửa thì về tận dụng dùng lại cực kỳ rẻ luôn, đồ điện tử. Ok, các bạn theo clip mình nhé.